Ngay sau khi chứng kiến đội nhà phải nhận bàn gỡ hòa hai đều của Jordan Elfa bên phía U23 Singapore ở phút bù giờ thứ 6, các cầu thủ dự bị của U23 Lào đã đồng loạt thể hiện nỗi thất vọng khi ném văng chai nước và cúi đầu thất thần không tin vào kết quả đó. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ U23 Lào ôm đầu ngồi thụp xuống sân vì tiếc nuối. Có lẽ họ không nghĩ đội nhà lại có thể đánh rơi chiến thắng theo cách như vậy. Và huấn luyện viên Michael Weiss đã phải tiến ra an ủi, động viên các học trò.